Thưa quý vị, chùa Cầu là di sản kiến trúc văn hóa có giá trị bậc nhất ở Hội An, Quảng Nam, được coi là biểu tượng của phố cổ và là điểm đến du lịch hấp dẫn. Chùa Cầu được Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An phê duyệt tu bổ ngày 28 tháng 12 năm 2022, kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Sau 2 năm trùng tu, di tích chùa Cầu đã hoàn thành các hạng mục chính và dự kiến đón khách vào đầu tháng 8 tới. Theo Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, di tích chùa Cầu hiện đã hoàn thành toàn bộ hạng mục trùng tu gồm hệ nền, móng, mố, trụ cầu, hệ sàn, khung gỗ, mái, hệ thống điện, chống mối công trình. Đơn vị đang tiến hành tháo dỡ dàn giáo, mái che, tu bổ cảnh quan, vệ sinh, bàn giao mặt bằng để tạo thuận lợi cho du khách tham quan. Dự kiến, chùa Cầu khánh thành vào ngày 3 tháng 8 trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 20 năm 2024. Với việc hoàn thành trùng tu đón khách trở lại, du khách đến chùa Cầu và Hội An sẽ thuận tiện tham quan, có thêm nhiều trải nghiệm và góp phần phát triển du lịch của địa phương.